mọi người. Hôm nay nhóm bắt chuối ra tập thể dân câu. Thành viên của nhóm bắt chuối gồm 5 thành viên. Thành viên già nhất nhóm là đang cầm máy quay phim. Còn lại là 4 thành viên đang chuẩn bị câu, đúng là đang chuẩn bị câu. Thành viên nhỏ nhất đang câu. Thành viên này là thành viên chủ bắt. Xa xa còn có một thành viên nữa. Khương Tử Nha đang ngồi chờ thời. Người ta là xuống thuyền ra khơi, còn mình chúng tôi là xuống thuyền ra du. Ủa lộn, xuống xuồng ra du. Cầm đây bác, bốn đứa cầm đây, còn hai cầm cái máy được rồi. Cái quan trọng là đợi kết quả. Tâm lý ha, một hồi nữa con cá này chắc không có ăn quá. Rồi bây giờ mình rút con câu lên, chúng ta sẽ đổi chỗ cá câu. Dỡ cái câu lên, đứng lên anh ơi. Rồi rồi, từ từ, đập con một nữa hả, từ từ đi. Trái đó hư rồi bỏ đi cưng, lượm mấy trái dân ở ngoài á. Cầm cầm đổ vô, đổ vô, nè đổ vô, để qua bạch bọc đổ vô tính rồi. Chân anh qua đổ. Dạ. Đưa đổ đưa bạch bọc. Nó lại nói không sai một tiếng. Hai thấy được cái gì chứ, quá trời.
cha đang quay phim. Cha đang quay phim. Ôi Lan, nhớ cây này không? Ôi rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là hoa đa lộc. Hôm nay mình về nhà ngoại. Đây là vườn hoa đa lộc của nhà ngoại mình. Mới nhìn sơ ngang, chúng ta tính đâu đây là hoa giả không, đúng không mọi người? Bây giờ mình sẽ cắt một số hoa đa lộc để đem vào chưng nha. Hoa đa lộc có một màu đỏ hồng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi cắt thêm một ít nữa nha mọi người. Đây, chúng ta có hai ba cành hoa đa lộc nữa, rất là đẹp.